Trong những năm qua, nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đáng quý hơn cả là ngày càng có nhiều hộ gia đình đã tự giác vươn lên, tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo để nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Tiêu biểu trong số đó là sáu hộ gia đình tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Trong đó, hộ đầu tiên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo là gia đình ông Lương Công Hân, thôn Nội Năm. Bàn cả gia đình rồi, thì tôi cũng bảo thôi là cố gắng, là năm nay thì tôi cũng làm cái đơn thì xóa hộ nghèo. Để còn nhìn ra xã hội bây giờ thì còn nhiều những hoàn cảnh người ta còn khó khăn hơn. Gia đình chị Đinh Thị Phương gồm 5 khẩu, hai vợ chồng trẻ và ba con nhỏ. Chồng chị đi lao động ngoại tỉnh, chị ở nhà chăm sóc con và phát triển kinh tế là hộ nghèo nên gia đình vừa được vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia mua hai con bò sinh sản. Vợ chồng tôi xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ, giúp đỡ đó cho nhiều người khác còn gặp khó khăn hơn. Và qua vừa qua là thiên tai lũ lụt, nhiều nhà còn thiệt hại lớn. Là người trực tiếp nhận đơn xin thoát nghèo, bà Trần Thị Thủy, trưởng thôn đội 5 đã rất vui và bất ngờ vì trong khoảng thời gian 5 ngày đã có 5 hộ đến nộp đơn xin thoát nghèo, một hộ xin thoát cận nghèo tôi đăng lên cái nhóm Zalo của thôn để bảo là báo cáo là trong thôn ta hiện nay là có gia đình ông lương công hân nộp đơn xin thoát nghèo đây là một cái tinh thần rất là cao thì tinh thần này chúng ta nên được lan tỏa cũng báo cáo để bà con chúng ta hoan nghênh thế thì sau đó là tôi liên tiếp nhận ngày hôm thứ hai là nhận được hai lá đơn nữa và đến ngày thứ ba thì có một người lại xin thoát cận nghèo Mà cháu cũng xin thoát cận nghèo thế thì tôi cũng rất là mừng. Tôi lại tiếp tục đăng lên là đến hôm nay là thôn ta đã có bốn lá đơn à, xin thoát nghèo. Tinh thần của thôn đội năm chúng ta năm nay khí thế lắm mọi người ạ. À. Tôi cũng đăng như thế thì sau đó thì là lại thêm hai hộ nữa. Những lá đơn xin thoát nghèo đã thật sự trở thành một thông điệp để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, xóa dần tư tưởng trông chờ ỷ lại, tạo nên một động lực mới trong công cuộc thoát nghèo tại địa phương. Đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.